ta sẽ đến với kết quả công bố cho chó. Đúng rồi, cái đội số 6 sinh ra về đêm đầu tiên. Vị trí thứ 2 cho đội số 6 và vị trí thứ 3 thuộc về cho đội số 4 tăng không? Chúng ta nhìn thấy trong phần nhân tài cùng các chất lượng camera thì chúng mình là phần nhân tài cùng các chất lượng camera và các chất lượng là xuất hiện tại khu vực quân ở khu vực cánh tài xe chúng ta dễ ghé vào sân. Với 10 năm công tác với World Host, chúng tôi đã giành một số danh hiệu, một huy chương đồng, một huy chương vàng và 3 huy chương bạc. Chúng tôi nhận thấy sản phẩm này giúp quý chủ ngựa có thân hình tốt nhất. Sau đây là những chú ngựa chuẩn bị ra ra sân.
6 và người đua số 8 đã di chuyển vào trường xuất phát thành công. Nè đang vô nè. Người đua số 1 nhập bánh và người đua số 5 hoa hồng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ vào trường xuất phát, chỉ còn duy nhất người đua số 3 xin công. Một chút khó khăn đang đến với người đua số 3 xin công thưa quý vị. Như vậy là sức công cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và trường xuất phát. Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng và chúng ta đang chờ hiệu lệnh của trọng tài xuất phát. Phần trọng tài của các đội đua vô địch Việt Nam vẫn cùng đường thi đấu là 1 km 100m chuẩn bị. Rất hồi hộp, rất hấp dẫn. Và các đội đua vô địch đã chính thức xuất phát. Các đội đua xuất phát rất đông đều và rất đẹp. Đang dẫn đầu lúc này đó là đội đua số 2 mà hả lâu. Tuy nhiên đây thì mới là chặng đường đầu tiên mà thôi. Đường dài mới biết người hay, đường dài mới biết người hay thưa quý vị. Vị trí đầu tiên của ta là đội đua số 2 hả lâu. Vị trí thứ 3 đang là đội đua số 8 rút xin. Và vị trí thứ 2 tạm thời đang là đội đua số 3 xin cơ. Còn người đua đã di chuyển qua khúc cua đầu tiên. 1/2 chặng đường là vượt qua. Vị trí thứ hai lúc này đã thuộc về người đua số 5 hoa hồng. Rất xinh đã nở lại ở phía sau. Vị trí thứ ba đang là người đua số 6 phụng tim. Đang ở vị trí cuối cùng lại là người đua số 4 huyền minh của tôi. Các người đua đã di chuyển vào khúc cua đầu tiên. Thời điểm tăng tốc theo dõi lại. Và đã có rồi.